Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng ngày 1 tháng 7 của Game Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chính của ngày hôm nay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé! Ngay sau đây sẽ là thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Cho tới thời điểm hiện tại, Erling Haaland tới Man City từ Borussia Dortmund vẫn là thương vụ đáng chú ý nhất. Nhìn vào mùa giải trước của Haaland, tiền đạo 21 tuổi này đã ghi 27 bàn sau 29 lần ra sân. Con số này có thể cao hơn nữa nếu như anh không trải qua những đợt chấn thương. Chấn thương là cơn ác mộng với Erling Haaland nói riêng và mọi cầu thủ nói chung. Mùa giải vừa qua, tân binh của Man City đã vật lộn với chấn thương cơ vào cuối tháng 9, kéo dài sang tháng 10. Sau đó, anh tiếp tục chấn thương cơ gập hông và phải nghỉ từ giữa tháng 10 đến tháng 11. Từ những thống kê kể trên, đã có nhiều mối lo ngại rằng Haaland sẽ gặp nhiều chấn thương hơn nữa khi chuyển sang Man City, bởi ngoại hạng Anh có môi trường thi đấu khắc nghiệt hơn. Nếu điều tồi tệ này xảy ra, Man City có thể phải trả giá đắt. Tuy nhiên, The Citizen cũng không cần quá lo lắng khi mà Haaland mỗi khi trở lại sân cỏ đều không bị ảnh hưởng tới khả năng đánh hơi bàn thắng. Với khả năng thiên bẩm, Haaland vẫn luôn tìm thấy mảnh lưới của đối thủ để duy trì phong độ ghi bàn. Pep Guardiola là một trong những nhà chiến lược tài tình. Ông chắc chắn đã nghiên cứu về Erling Haaland và cách sử dụng cậu học trò mới này một cách khoa học và hiệu quả nhất. Chính vì vậy, người hâm mộ Man City hoàn toàn có thể yên tâm về tân binh Erling Haaland. 19h30 ngày 30 tháng 6 theo giờ Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo ra mắt các tân binh của Pone FC trong mùa hè này, trong đó có tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Quang Hải. Huấn luyện viên trưởng đội bóng, ông Dider Tholot đã dành nhiều lời khen cho cậu học trò mới đến từ Đông Nam Á xa xôi. Với tôi, Quang Hải chơi bóng giống tiền vệ Matheus Valbuena thời trẻ, chứ không giống Lionel Messi. Quang Hải là cầu thủ có khả năng xử lý bóng nhanh. Tôi cần một cầu thủ có thể đưa đội bóng đến chiến thắng ở một thời điểm nào đó. Quang Hải là mẫu cầu thủ như vậy. Về phần mình, Quang Hải cũng bày tỏ sự tự tin dù khó khăn đang chờ đợi anh phía trước. Khi quyết định này được đưa ra, tôi đã chuẩn bị mọi thứ, kể cả tâm lý. Tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện và cầu thủ. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực tập luyện tốt để chiếm được niềm tin của huấn luyện viên trưởng. Khi thay đổi, môi trường mới nào cũng nguy hiểm và tôi lựa chọn một môi trường phù hợp với mình. Pone FC là nơi phù hợp để tôi phát triển mình, chứ không phải vì mục đích nào khác. Người hâm mộ MU đang tỏ ra ngao ngán, mệt mỏi trước những thông tin chuyển nhượng liên quan tới Frankie de Jong. Rất nhiều thỏa thuận, những cuộc đàm phán diễn ra, nhưng cho tới lúc này, đôi bên vẫn chưa phát đi thông báo chính thức nào. Trong một cập nhật diễn biến mới đây nhất, nhà báo uy tín Florian Flettenberg xác nhận rằng Frankie de Jong sắp gia nhập MU. Thương vụ này có thể được công bố chính thức ngay trong tuần này. Ten Hag rất muốn có De Jong, thương vụ đang bước vào giai đoạn cuối. De Jong sắp gia nhập MU, dự kiến sẽ được thông báo vào cuối tuần này. Họ có thể ra mắt De Jong trên sân vận động. Nhà báo Florian Flettenberg chia sẻ trên trang Twitter cá nhân. Về phía Barca, họ đã chuẩn bị sẵn sàng chia tay De Jong và không muốn thương vụ đổ bể, bởi vì nó có thể ảnh hưởng tới kế hoạch thu về khoản tiền để mua sắm. Trong khi đó, MU cũng muốn nhanh chóng chốt xong để tránh ảnh hưởng tới uy tín cũng như kế hoạch chuyển nhượng của ông Ten Hag. Cách đây ít giờ đồng hồ, trang chủ của câu lạc bộ Juventus đã chính thức xác nhận chia tay với tiền đạo Paulo Dybala sau 7 năm gắn bó. Hồi tháng 5 vừa qua, trang cá nhân của tiền đạo người Argentina cũng đã khẳng định sẽ chia tay Juventus sau khi không đạt được tiếng nói chung trên bàn đàm phán gia hạn hợp đồng. Tiền đạo hiện 28 tuổi gia nhập Juventus từ mùa hè năm 2015. Anh đã gặt hái được vô số thành công cùng đội bóng thành Turin với 293 lần ra sân, 115 bàn thắng, 45 kiến tạo cùng 12 danh hiệu lớn nhỏ khác. Hiện tại chưa rõ tương lai của Dybala sẽ thuộc về đội bóng nào. Được biết, Inter Milan, MU và Tottenham là những câu lạc bộ đang muốn trở thành bến đỗ tiếp theo của Dybala. Về phần Juventus, họ cũng sẽ sớm có được chữ ký của Angel Di Maria như một sự thay thế cho Dybala. Sau khi chia tay Manchester United, tương lai của Paul Pogba trở thành tâm điểm sự chú ý của người hâm mộ. Tiền vệ người Pháp được cho là đang trên đường trở lại mái nhà xưa Juventus và những động thái gần đây cũng không có gì khác hơn. Mới đây trên trang Twitter cá nhân, nhà báo uy tín Fabrizio Romano cập nhật, Paul Pogba sẽ ký hợp đồng với Juventus vào những ngày tới. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Juventus, Arriva Bene xác nhận các cuộc đàm phán với Pogba đang tiến triển tốt. Thỏa thuận này sẽ là chìa khóa cho chúng tôi cả về mặt thương mại,
ông nói với Total Sport. Thỏa thuận 100%, Pogba sẽ chơi cho Juve. Như vậy có thể thấy rằng Pogba ra mắt câu lạc bộ cũ chỉ là vấn đề thời gian. Tiền vệ sinh năm 1993 hướng về bà đầm già thành Turin như một lẽ tất yếu. Anh từng có những năm tháng thăng hoa và hạnh phúc tại Turin. Cụ thể, anh đã ghi 34 bàn thắng, đóng góp 40 kiến tạo trong 177 lần ra sân ở mọi đấu trường trong thời kỳ từ 2012 đến 2016. Giới mộ điệu hy vọng khi trở về với Juve, Pogba sẽ tìm lại phong độ vốn có ngày nào ở cấp độ câu lạc bộ. Bởi lẽ những gì anh thể hiện trong màu áo Manchester United trong những năm qua là chưa đáp ứng được kỳ vọng. Theo tờ Sky Sports, Tottenham và Everton đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng tiền đạo Richarlison. Mức giá mà Spurs phải trả cho thương vụ này là 60 triệu bảng Anh. Như vậy, Richarlison sẽ vượt qua Tanguy Ndombele, 54 triệu bảng, và chính thức trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất mọi thời đại của Tottenham. Theo Goal, Nottingham Forest đã mượn thành công thủ môn Dean Henderson từ câu lạc bộ Manchester United. Được biết, huấn luyện viên Erik ten Hag không muốn để thủ thành người Anh ra đi, nhưng Henderson quyết tâm tìm bến đỗ mới nhằm được ra sân nhiều hơn. Theo nhà báo Fabrizio Romano, PSG đã xác định tiền vệ Renato Sanchez của Lille là mục tiêu ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có 25 lần ra sân trong mùa giải trước và màn trình diễn của cầu thủ 24 tuổi đã thu hút sự chú ý của AC Milan. Nhưng với sức mạnh tài chính vượt trội, PSG sẵn sàng đánh bại nhà vô địch Serie A để có được Sanchez. Bản tin bóng đá sáng ngày 1 tháng 7 của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.